Ok, chúng ta hãy cùng đến với phần bài học của ngày hôm nay nhé. Phần listening thì giống như các cái video trước thì cô đã dặn các bạn là chúng ta sẽ lên trang website English Dream Mom tìm đến cái phần đọc phần bài của mình này, tìm có đầy đủ audio để cho các bạn luyện nghe. Cái bài nghe này thì chúng ta sẽ listen and take, chúng ta sẽ nghe và tích vào cái bức tranh đúng nhé. Ở đây các bạn thấy có hai bức tranh đó, đúng không? Và có những cái sự điểm khác biệt ở đây. Đó, thì các bạn khi mà các bạn nghe, các bạn chú ý xem các cái điểm khác biệt đó và chọn cái bức tranh đúng. Ví dụ như ở đây thì chúng ta thấy tóc của bạn ấy, một bên là tóc hoe vàng, blonde hair, và một bên là brown hair, đúng chưa? Và bên trang bức tranh số 2, bên phần số 2 thì các bạn để ý là cái màu sắc của cái xe đạp của các bạn ấy. Ok, một bên là blue, một bên là red hoặc là orange, tùy theo các bạn nghe nhá. Alright, ví dụ như bức tranh số 3 chẳng hạn, các bạn tìm thấy điểm khác biệt gì không? Và bức tranh số 4 tương tự, chúng ta sẽ tìm các cái điểm khác biệt trước, sau đấy chúng ta sẽ nghe. Đó, và chúng ta sẽ hình dung ra trước những cái từ vựng mà người ta có thể đọc. Ví dụ là từ blue và từ orange và từ red này chẳng hạn. Đó, phần listening thì cô hướng dẫn các bạn như vậy nhá. Và đáp án thì các bạn cũng sẽ chụp lại này, gửi lên group Facebook English Dream Mom này, các cô sẽ chấm bài với cả kiểm tra bài cho các bạn. Đến phần speaking thì cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc các cái cụm từ này trước, phần phân tích âm này, đọc sao cho đúng với cả sao cho chuẩn này. Để bổ trợ thêm cho các cái phần này và về sau khi mà cô viết phần phân tích âm ấy, để mà các bạn có thể hiểu ấy, thì các bạn hãy tìm cái khóa phát âm trên trang website English Dream Mom, học những cái khóa đó, biết các cái kỹ thuật âm, nhìn nhận cách nhận diện các cái kỹ thuật âm, các cái từ làm sao mà đọc cho đúng, ok? Rồi bây giờ mình sang phần speaking này. Look at the pictures, play the game. Và chúng ta có blonde hair, brown hair, ok? Đó, tương tự như cái bức tranh bên trên này. A red bike, a blue bike, but ending south. A big house. A big house, S ending sound, a smaller one, lưỡi house, S ending sound, cheerful, chúng ta có âm cheerful, miserable, okay, miserable, right, S. Alright, next one, chúng ta có mẫu câu này. He had blonde hair when, H âm câm, chúng ta không đọc. When he was a boy, Z ending sound, đồng thời chúng ta nối âm, alright. False, he didn't have blonde hair. False. Okay. False. S ending sound. He didn't have blonde hair. He had brown hair. Okay. Rồi chúng ta sẽ sử mỗi một cái mẫu câu này. Đó, cặp câu này thì chúng ta sẽ sử dụng một cặp blonde hair và brown hair, một cặp từ này nhá. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy giấy ra, đi xuống, cô sẽ hướng dẫn các bạn cái phần brown hair và red bike với cả big house, small house, ok? Còn phần còn lại thì các bạn sẽ tự làm này. Giống tương tự như cái phần cấu trúc câu người ta cho, speaking. Ok, he had, chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh ở bên trên. He had, bức tranh number 2, cô sẽ ghi. He had a red bike. Chấm. Okay, he had a red bike when he was a boy. Phân tích âm này, had a nối âm. Phụ âm kết thúc từ đằng trước, ngược về nguyên âm bắt đầu của từ đằng sau. Red bike. When, hát câm, không đọc. He was a Z ending sound, nối âm, was a boy, right? False. Rồi chúng ta sẽ imitate sao? Okay, bắt chước theo. False. He didn't have a red bike. Chấm này. He had, chúng ta khẳng định lại. He had a blue, right, đúng không? Blue bike. Alright, blue bike. Chấm hết. Rồi phân tích âm này. False, S any sound. He didn't
However, nội âm e câm được không đọc. Red bike, k, but ending sound. He had a nội âm blue bike. Alright, rồi. Sau khi mà mình viết cái phần câu này xuống thì chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa, 1 đến 2 lần. Thậm chí là nhiều hơn thì càng tốt, đọc càng nhiều càng tốt. Mình luyện được cái cách nói, cách phát âm. Ok. He had a red bike when he was a boy. False, he didn't have a red bike. He had a blue bike. Alright. Next one, tương tự bức tranh số 3, chúng ta có a big house và a small house thì và cheerful and miserable thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như cái phần mà cô hướng dẫn. Đó, alright. Rồi bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn phần writing. Phần writing ở đây, we use the and telling two positive ideas. Đó, tiếp tục lại là cái ngữ pháp phần and. And là và, đúng không? Đó, có bạn nào còn giữ hoặc là ghi lại cái phần kiến thức này không? Đó, từ bài trước. And và sử dụng cho câu khẳng định. Or hoặc sử dụng cho câu phủ định. Alright, ký hiệu của câu khẳng định và câu phủ định này. Ở phần writing phía trước đó, cô vẫn còn giữ cái tờ giấy này. Còn các bạn thì vẫn còn giữ thì chúng ta sẽ nhớ bài hơn á. We use and to link two positive ideas. Chúng ta sử dụng and để kết nối hai cái câu hoặc là hai cái ý tưởng khẳng định, ok? Hai cái ý khẳng định. Đó, ý diễn đạt ấy, khẳng định. Ở thể khẳng định. We use but to link a positive and negative idea. Chúng ta sử dụng but. But có nghĩa là nhưng. Ok. Ở phần này thì chúng ta sẽ ghi thêm một cái nữa là but. Nghĩa là nhưng. Cùng ghi cùng với cô các bạn nhé. Sử dụng cho câu khẳng định nối với câu phủ định. Ok, chúng ta kết nối cả câu khẳng định và câu phủ định với từ but. Alright. Rồi. We use the comma before but. Và chúng ta sử dụng dấu phẩy. Này, đó, trước but. Alright, rồi đó là những gì mà phần writing này lưu ý cho chúng ta. Rồi, chúng ta hãy cùng xem phần ví dụ của mình nhé. Helen is happy and cheerful. Helen is happy and cheerful. Tom is handsome, but he is miserable. But ở đây chúng ta sử dụng and này. Ở trong câu khẳng định. Ok, Helen is happy and cheerful. Không có dấu hiệu của câu phủ định. Next one, Tom is handsome. Ok, ở đây là một câu khẳng định này. Có dấu phẩy, sau đó sử dụng but. Rồi mới đến but. But, he is miserable. Ở đây là một câu negative idea, là có cái ý nghĩa tiêu cực. Ý nghĩa tiêu cực, không hẳn là câu phủ định nha các bạn nhé. Ý nghĩa tiêu cực. Thì miserable ở đây, nó mang một cái nét nghĩa tiêu cực, negative idea. Ok, negative idea. Đó, rồi thì chúng ta sẽ sử dụng từ but liên kết hai cái phần câu vừa là khẳng định này, mang nghĩa tích cực này, và vừa câu phủ định mang nghĩa tiêu cực. Alright, rồi đến tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập cái phần bài này với cái bài số 3. Write and or but. My grandmother is old, nội âm luôn. But she is very pretty. Ở đây chúng ta có cái nét nghĩa phủ định, hơi tiêu cực một chút. Bà của tôi thì cũng đã già rồi, nhưng mà bà cũng vẫn là rất là trẻ đẹp, vẫn là đẹp, ok, vẫn đẹp. Is old, but she, S hát tròn miệng, is very pretty. Ở đây có T trung âm đọc là D trong giọng của anh Mỹ. Pretty, alright. Next one. Number two. Susan is pretty. Có dấu phẩy ở đây. Chúng ta sẽ sử dụng but. But she is mean. Susan thì là rất là Susan, xinh đẹp. Nhưng mà cô ấy, S hát tròn miệng này, EZ ending sound, mean. Hơi ích kỷ. Alright, cô ấy ích kỷ, mean. Next one, chúng ta có Jack is, nội âm này, Z ending sound, miserable.
Okay, miserable. But có dấu phẩy đúng không? Dấu phẩy trước but. He is handsome. Jack nhìn trông trông tội nghiệp này nhưng mà anh ấy thì đẹp trai. Okay, is handsome. Alright. Next one, nhăn nhó, trông nhăn nhó tội nghiệp. Alright. Next one. Number 4, you are kind and generous. Ở đây câu mang nét nghĩa tích cực và không có dấu phẩy này, chúng ta sẽ không sử dụng but và chúng ta sử dụng and generous. GE là dấu hiệu cộng trừ. S. Okay, generous. Generous. Alright. Alright rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại các cái câu này một lần nữa nhé. My grandma is old, but she is very pretty. Susan is pretty, but she is mean. Jack is miserable, but he is handsome. You are kind and generous. Alright? Đó, đó là cái phần bài của mình ngày hôm nay. Rồi khi mà các bạn làm hay các bạn viết xuống ấy, đó, và đặc biệt